đó chính là sự bỡ ngỡ và lúng túng khi mà chào đón đứa con của mình ra đời, thậm chí là cho tới lúc mà đón con về nhà luôn. Lúc này bạn được trao cho một sinh linh nhỏ xíu và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho sự an toàn và hạnh phúc của bé. Quả thật, nếu như đã là những ông bố bà mẹ rồi thì chắc chắn phải hiểu một điều là những ngày đầu tiên sẽ rất khó khăn và bạn sẽ phải vật lộn để hiểu là con mình muốn gì khi mà khóc lóc như vậy, và phải biết được một điều là con thích và không thích cái gì, và khi nào thì nên cho con ăn hay là thay tã cho con. Những điều mà mọi người và sách vở khuyên so với thực tế nhiều khi lại hoàn toàn khác, và tất cả những cái điều đó sẽ làm cho bạn vô cùng mệt mỏi. Nhưng cũng nhanh chóng là nhờ có một cái bản năng rất là đặc biệt, đó là bản năng làm cha làm mẹ, mà bạn sẽ dần dần làm quen với cái vai trò đó. Một điều may mắn là những thay đổi trái nắng trở trời này của con hoàn toàn có thể được giải thích bằng khoa học, và nó tóm gọn trong hai từ đó là Wonder Weeks, có nghĩa là tuần khủng hoảng. Có thể là bạn đã từng nhìn thấy cụm từ này trên Facebook hoặc là trên Internet, đúng không ạ? Cũng có thể là bạn đã thắc mắc là Wonder Weeks là gì? Mà tại sao là chưa bao giờ nghe đến nó vậy? Wonder Weeks là một thuật ngữ được khởi xướng bởi vợ chồng bác sĩ người Hà Lan mang tên là Frank Lewis và Hetty van der Rijs. Đây là một trong những chuyên gia hàng đầu nghiên cứu về sự phát triển trí não của trẻ. Họ đã sử dụng thuật ngữ này trong cuốn sách cùng tên của mình để miêu tả và giải thích về quá trình phát triển kỹ năng và trí não của bé trong 20 tháng đầu. Trong khoảng 84 tuần sau khi sinh thì các bé sẽ có những bước nhảy vọt về kỹ năng và phát triển trí não. Kèm theo đó là những biến đổi về tinh thần làm cho các bé trở nên khó tính và hay quấy khóc hơn, thậm chí là thức là bám dính lấy cái người chăm sóc của mình, đặc biệt đó là mẹ của mình.